Mến chào các bạn lại đến với kênh YouTube của nhà thuốc Đông y Lâm Sơn. Hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các bạn một bài văn sách nói về sự sai đúng của các nhà. Tiêu đề thì có nguyên bản là như vậy, nhưng chúng tôi muốn nói sự sai đúng của các nhà y học cổ đại. Đây là bài thi của Dương Thừa Học, được viết theo thể hỏi và đáp, nghĩa là một câu hỏi, sau đó là một câu đáp. Nội dung của bài văn sách như sau. Tiêu đề: sự sai đúng của các nhà. Bài thi của Dương Thừa Học. Hỏi: thân thể con người cũng như trời đất, khí của trời đất không thể không hoàn thuận mà phải đợi công dụng trong phạm vi. Khí của cơ thể con người không thể hằng bền mà phải chờ đợi kỹ thuật điều nhiếp. Cho nên sự gây ra bệnh cũng đã khó không đồng, mà sự chữa trị cũng không thể là một lực. Cho nên thuốc và châm cứu không thể thiếu một. Những kỹ thuật châm cứu xưa nay, những nhà chuyên môn đều có thư như tố vấn châm cứu đồ kim thiên phương, ngoài đài bí yếu đều có nói đến phép châm cứu bổ tạ để dạy đời sau, nhưng lấy cái nào để làm nguồn gốc? Vì bởi trong các sách há không có sự lựa chọn dùng bỏ trong đó hay sao? Các anh nghĩ thế nào, xin nói rõ. Đáp: đạo của trời đất chỉ có hai khí âm dương mà thôi, còn cơ thể con người cũng chỉ có âm dương mà thôi. Âm dương là then chốt của tạo hóa, là gốc rễ của nhân loại. Vì có âm dương được lý thì khí hòa thì hình cũng hòa. Nếu như phát động thì trái lại, công phu tán trợ điều nhiếp sẽ không dễ dàng. Như vậy thì tạo hóa không thể lập tâm của trời đất, hóa công sẽ vì đó mà ngưng nghỉ, thì ở người cũng không thể sinh dân lập mệnh. Thì làm sao để đến nơi thọ khảo vô cương được? Ấy là một đường lối của thánh nhân giúp cho sự hóa dục. Tại sao lại cho y gia là hạng kém trong cửu lưu ư? Tôi từng xem trong kinh dịch nói rằng to lớn thai, càn nguyên, vạn vật nhờ đó mà khởi thủy. Chí lý, thai khôn nguyên, vạn vật nhờ đó để sinh sản. Ấy là khí nhất nguyên lưu hành trong trời đất, một đóng, một mở, qua lại không ngừng. Vận hành là âm dương, bủa khắp là ngũ hành, chạy đi là bốn mùa. Vạn vật do đó mà hóa sinh, ấy là trời đất hiện nhân. Tàn dụng bình thường, cho nên không còn chỗ nào để tán trợ thêm nữa. Nhưng âm dương thì hóa không thể sai lệch, mà mưa nắng, lạnh ấm không thể không sai mùa. Thì công dụng trong phạm vi không thể chờ ở thánh nhân. Cho nên kinh dịch nói sao để tài hành đạo trời đất, phụ tướng tiện nghi của trời đất để giúp đỡ dân. Thế nên người không chết yếu, Phật không dịch lệ, mà tu công dụng lập mệnh làm gì? Bởi con người ta đồng được lý của trời đất để làm lý, đồng được khí của trời đất để làm khí, thì nguyên khí lưu hành trong châu thân khác gì với khí chất nguyên lưu hành trong trời đất. Vả lại, con người có mừng giận vui tâm tư thèm muốn rào rạt ở trong, lạnh nóng gió mưa ấm áp, ráo ướt xâm nhập ở ngoài. Do đó có bệnh ở da thớ, có bệnh ở huyết mạch, có bệnh ở trường vị. Nhưng tật bệnh ở trường vị nếu không phải dùng thuốc thang là không thể giúp được. Tật bệnh ở huyết mạch nếu không chích lệ là không thể đến được. Tật bệnh ở da thớ nếu không phải xông đốt là không thể đạt được. Đó là thuốc thang và châm cứu, người y sư không thể thiếu một. Nhưng tại sao kỹ thuật của các nhà y chỉ có dùng thuốc mà thôi, còn thuật châm cứu thì khinh thường và bỏ đi? Thì làm sao có thể bảo vệ được nguyên khí để thu lòng nhân của thánh nhân, làm cho con người được sống lâu ư? Nhưng phép châm cứu cũng chưa phải nói là dễ. Sách Bệnh Tự nói
ông lui. Ông Ly Lâu tuy mắt sáng nhưng không lấy quy củ, cũng không thể làm vuông hay tròn được. Ông khư khoáng tuy tỏ tai, mà nếu không dựa vào lục lực thì không thể chính được ngũ âm. Vậy những phương thư của người xưa là quy củ của Ly Lâu, là lục lực của sư khoáng. Cho nên nếu không ngược dòng để tìm nguồn thì không nhận thức được ý lập pháp của cổ nhân. Nếu không đi cùng tột trong dòng thì làm sao biết được cái tệ cải biến của phương pháp của người đời sau. Này, lấy các phương thư đời xưa để nói, có sách Tố Vấn, Nạn Kinh, Linh Khu, Đồng Nhân Đồ, Thiên Kim Phương, Ngoại Đài Bí Yếu, Kim Lan Từng Kinh, Châm Cứu Tạp Tập. Nhưng những bản đồ trong sách Linh Khu có người bình nghị cho là quá phiền tối phức tạp. Sách Kim Lan Tần Kinh có người e cho là quá sơ sài hơn sách Thiên Kim Yếu Phương. Hơn hạt chê rằng nếu không có tiết mục của Thương Hàn Luận, sách Ngoại Đài Bị Yếu, có người nghĩ rằng đó là sự dối trá trong làng y. Sách Châm Cứu Tập Tập có người cho rằng nói hết sự mầu nhiệm của châm cứu. Nói tóm lại, Duy có Tố Vấn, Nạn Kinh là rất cần yếu, vì các sách ấy là thủy tổ của y gia, là tâm pháp giúp người, cứu sống người mà không hư tệ vậy. Vả lại, đã có Tố Vấn, Nạn Kinh để tiến lên đến cùng tột cội nguồn, do các nhà đã cùng tột đường lối, nắm mạch lạc, tìm vinh vệ, chuẩn xem biểu lý, hư thì bổ, thực thì tả, nhiệt thì làm cho mát, hàn thì gây ôn ấm. Hoặc không lợi khí huyết, hoặc dùng trì chân nguyên, lấy phép tắc theo định lực của thiên nhiên, nên mùa xuân hạ châm nông, thu đông châm sâu. Để tập hợp thủy thổ thì nơi ẩm thấp thành nơi cao nguyên, chỗ nóng trở thành chỗ gió mát. Đem áp dụng vào người, béo thì châm sâu, gầy châm nông. Còn do mà thi hành các phép so bóp, động, giao, tiếng, thói, tha, đàn, nhiếp, án, dậy kiên dè, mừng, giận, lo sợ, rầu rĩ, mệt nhọc, no say, tột cùng tới nguồn gốc tịnh huỳnh du kinh hợp, cứu xét đạo lý chủ khách, tiêu bản, cơ chế, nghinh tùy, khai hợp. Như thế sau đó mới hòa âm dương. Năm khí thuận, kinh vệ củng cố, mạch lạc lưu thông, và tấu lý, huyết mạch, tứ chi, bách hoài đều nhất nhất trôi chảy, không còn ủng trệ, tê liệt nữa. Vậy không phải là do thánh nhân tài thành phụ tướng làm cho khí nhất nguyên châu lưu khắp trong trời đất đó sao? Tiên Nho nói rằng tâm ta chính là tâm của trời đất cũng là chính. Khí ta thuận thì khí trời đất cũng thuận, ấy là khen ông cùng cực hóa dục của trời đất. Và theo tôi, sự châm cứu của y gia cũng thế. Hỏi: Nguyệt châm cứu phải lần theo kinh để lấy nguyệt thì khí dẫn liên quan mà bệnh dễ trừ. Nhưng trong nhân thể có 365 lạc mạch đều quy về ở đâu? Vậy đâu có thể cứu nhiều chăng? Cứu xong rồi có phải không phát ra tác dụng? Vậy nên dùng phép nào để phát ra? Đáp: Từng nghe huyệt ở con người có tên không thống nhất mà cứu trên con người cũng gom về một chỗ. Bởi không biết được tên thì lờ mờ không biết đâu để đặt. Không biết được lý ở châu thân, không biết được nơi hội tụ thì tạng nát không biết đâu là điểm yếu, thì làm sao đạt được quán thông nguồn gốc. Cho nên danh là tên hiệu, những huyệt khắp cả châu thân không khỏi là quá phiền tối. Còn hội là tụ hội,
nơi quán xuyến các nguyệt, chỗ thân, cũng không phải là quá đơn giản. Ngươi biết được như thế thì nắm lấy cái đơn giản, có thể chế biến được sự rườm ra, xem chỗ hội tụ, có thể nắm được yếu điểm thì án kinh chữa bệnh có dư. Có bệnh nào không chữa lành được mà không đủ sức để làm nhân thọ cho nhân dân sao? Chấp sự đặt để thì văn sách, tìm nguyệt theo chỗ, lần theo kinh, đầu thuộc dương, không nên cứu nhiều. Và kỹ thuật khai phá tác dụng của liều cứu để hỏi bọn thừa học này thật là dễ dốc lòng lo lắng. Nhưng bên hoàng của dân, tôi không minh mẫn nhưng cũng góp nhặt chỗ nghe thấy để thưa. Từng xem khí trong cơ thể con người, chu lưu trong trăm vóc mà gom tóm lại thì có chỗ độc tôn. Như khí nhất nguyên của hóa công có rộng rãi khắp nơi trong cõi càn khôn, mà hội lại thì là nơi yếu điểm. Cho nên ngửa lên xem trời với tinh tú tráng lệ, không biết bao nhiêu mà tìm chủ yếu, chỉ lấy sao thất tú làm kinh và 24 diệu làm vĩ. Cúi xuống quan sát đất với bao la sông mang mát, không biết bao nhiêu mà tìm chủ yếu, thì chỉ lấy ngũ nhạc làm tôn, tứ độc làm quỷ, ngoài ra đều chẳng phải tìm. Trời đất lại còn như thế, mà huống chi trong một cơ thể con người. Trong có năm tạng sáu khẩu, ngoài có bốn thể trăm hình, biểu lý ứng nhau, mạch lạc thông nhau. Thế nên sự sống mãi không cùng với hình sách đồng với trời đất, vậy mà trong đó lại không cương duy thông kỹ hay sao? Cho nên 365 lạc là nói số rườm rà chứ không phải số trọng yếu. Còn 12 kinh nguyệt là nói định pháp chứ không phải nói hội tụ. Tóm lại mà nói, khí trong con người có âm dương, mà vận chuyển âm dương là kinh lạc, lần theo kinh để lấy nguyệt thời khí, có liên thuộc mà nguyệt sao không đúng, bệnh sao không hết. Thí dụ như người hàng thịt, bạn đinh mổ bò, đã biết rằng chỗ hội tụ nên đâm vào chỗ một liền chết, học một chỗ liền rã ra, không cần nhọc sức dùng đao to búa lớn, chỉ trong giây lát không còn nguyên con bò nữa. Tại sao? Vì y đã nắm được những chỗ trọng yếu. Cho nên phép châm cứu, nếu không nắm được chỗ trọng yếu, tuy là lấy huyệt thật nhiều cũng không thể giúp được gì cho con người. Nếu nắm được chỗ trọng yếu thì tuy sử dụng hội thông đơn giản cũng đủ để thành công. Vì có người châm cứu giỏi là càng thêm lưu ý. Nay thử xem qua cú phong, lấy các huyệt phong trì, bách hội, cứu lao, lấy các huyệt cao hoang, bách lao, cứu khí, lấy các huyệt khí hải, cứu thủy, lấy các huyệt thủy phân. Muốn trị bệnh ở bụng thì cứu tức tâm lý, muốn trị bệnh ở đầu, mặt thì lấy nguyệt hợp cốc, muốn trị bệnh ở thắt lưng thì lấy nguyệt hoàng khiêu phong thị, muốn hết đau tai cánh tay thì lấy nguyệt kiên ngung khúc trì. Ngoài ra mỗi người mỗi khác, trị mỗi chứng mỗi riêng, thế đắc ý ở tâm ứng ra ở tay, không có gì là không sáng suốt. Có kinh lạc ở đó, nếu biết được trọng điểm mới là lương y, nếu sai lầm thì là lan dởm, ấy là điều phải phân biệt. Còn như đầu là nơi các kinh dương hội tụ, trăm mạch khí chí tôn, người mắc bệnh rất nhiều, nhưng ta khi cứu phải xem xét. Nếu không xem xét kỹ mà cứu nhiều thì tránh sao khỏi sự cố đẩy xây mắc mờ trong vật không rõ. Không xem chỗ mà cứu làm sao cho khỏi khí huyết trệ tuyệt, da thịt mỏng thưa, đó là trăm mạch đều quy về đầu, mà đầu là không thể cứu nhiều. Thế nên phép lần theo kinh để lấy nguyệt phải để tâm cứu xét. Việc cứu phát ra tác dụng có mau có chậm là do người mạnh yếu khác nhau
mà ta chữa trị không nên không lưu ý. Xem như Lý Đông Viên cứu huyệt túc tâm lý 7 mồi mà không phát, phải cứu thêm 5 mồi nữa mới phát. Còn Thu Phu cứu huyệt trung quản 9 mồi mà không phát, phải cứu tưới với nước sương mù, hơ giúp nóng, xong với hành đỏ thì không mà không phát. Việc ấy thấy chép ở sách Đồ Kinh và Ngọc Khu, nơi nơi đều lấy chép, có thể xem qua để biết. Chúng ta có thể lần theo kinh tìm cội gốc, mà lại có nhiều phương pháp để gây cho phát ra, thì còn lo gì khí không nối liền, mạch không chịu được. Đối với nguyên lý cứu đốt đã vỡ lẽ hơn quá bán. Lại nói, lần theo kinh là phép, mà chỗ tập trung tư tưởng để phát minh là tâm. Tô Tử có nói, có người ăn uống sinh hoạt không khác gì người thường, mà ấy nấy không vui, hỏi qua sự đau khổ, đó là không thể trả lời được. Như vậy thầy dởm sẽ cho là không đáng lo, mà biển thước hay thương công xem qua liền kinh sợ. Tại sao sợ? Vì bệnh không có bệnh tình biểu hiện, mà chí trầm mặc buồn khổ trong tâm. Như vậy không phải hạng bình thường, có thể xem xét thấu đáo hay đo lường được. Đời nay con người thường khoác lác nói rằng tôi có thể lần theo kinh, tôi có thể châm đúng huyệt, mà trong tâm thì không có khảo sát kiếm tìm, thì cũng như cái trò khắc vào thuyền để tìm gươm, gắn keo vào cột để gãy đường sắt. Chữa trị bệnh cho người mà không thể chữa được, tôi thấy cũng rất là ít. Nhưng mà chăm cứu sự phải làm theo tịnh dưỡng để cho rảnh rỗi được tâm, xem việc biến đổi để vận dụng tâm, tìm cái xa gốc rộng để khuếch trương được tâm, làm cho tâm của mình cùng tương thông với tạo hóa, để đối với bệnh chứng ẩn hay hiện đều rõ ràng không thể lẩn tránh hay qua mắt được. Do đó mới tìm huyệt mở đóng, do đó mới xét thấu được khí hậu chậm hay mau, do đó mới quán triệt được sự hô hấp bổ tạ, do đó mà đạt được cơ ngưng tùy sức nhập, do đó mà chăm trước sự trọng yếu theo vệ lấy khí, theo vinh đặt khí, không theo những cách đem tay ứng dụng được cá quên nơm. Ấy là bí thuật của Kỳ Huỳnh, gọi là trăm thước đầu sao, tiến lên một bước, chẳng hiểu chấp sự cho là thế nào. Hỏi, phép cụ châm bắt đầu từ ông Kỳ Bá, số đó đã có định rồi, còn riêng phép cứu lại không có số. Đến phép định huyệt đều phải thẩm xét cẩn thận, gọi là kỳ huyệt không thể không hiểu. Vậy nên nói thử qua để khảo sát nghệ thuật chuyên nghiệp tinh xảo thế nào. Đáp, tương gọi châm cứu trị bệnh còn có phép gì có tinh thông ở nguồn gốc số và phép mới đủ nôm vào tâm của tiên thánh. Thánh nhân định huyệt có kỳ, có chính. Di có tinh thông ở kỳ và chính, đấy mới đủ đem thân thuật cứu đời. Tại sao? Pháp là những quy tắc châm cứu đã thành lập, số là đánh dấu pháp để vận dụng đến chỗ không cùng tột. Huyệt là phương của châm cứu đã ấn định, mà kỳ là vây cánh giúp cho chính để hiểu rộng ra đến chỗ không lường được. Số và pháp là do thánh nhân lập ra, trong đó ẩn dụ những tinh vi ẩn xuất, nên sự định huyệt gồm có kỳ và chính, càng thấy rõ trí và xảo được bảo tồn. Giỏi về y nghiệp, nếu có thể nhân phép để hiểu rõ số, do chính để quán triệt kỳ,
mà sự trọng yếu của thánh nhân là phải thông suốt ở tâm, số, pháp, kỳ. Phải tập trung phần để phát minh thì kỹ thuật nào không thông, không đủ sức làm mạnh cho dân chúng sao? Chấp sự đặt vấn đề lấy số, pháp và kỳ huyệt của châm cứu để hỏi kẻ thừa học, bởi chọn lấy thuật nghiệp tinh chuyên, hy vọng nơi các thí sinh mà tôi lại há không phải là những số người trong số đó sao? Tuy một trí thức tầm thường cũng phải để lòng thương vật, nên đối với người phải có sự giúp đỡ. Chúng tôi tuy không tinh chuyên y nghiệp mà có tâm nhất niệm lời vật tế nhân, nên lòng thường đau đáo. Nay được bề trên hỏi đến giám, không có một tiếng để thưa. Vả lại phép châm cứu từ đầu phát sinh ra. Xét qua dân chúng thời cổ đại, tính tình quá chất phát chưa tan, nét thần hậu chưa rời, cùng với cây cỏ xum xê, cùng với heo nai rộn rã. Khi có sự tranh đấu, chí vui thú theo khí hồn thiên của trời, thì nào có bệnh tật và nào có châm cứu để làm gì? Từ đời vua Phục Hy và thần nông trở lại đây, con người lần lần trôi theo, không còn cổ xưa nữa. Tính thật thà chất phác đã tan, nết thần hậu hồn nhiên mất mát. Trong bị tổn thương vì thức tình quấy động, ngoài phạm phải sáu khí công xâm, nên các bệnh từ đó mà sinh ra. Kỳ bá lấy làm lo lắng, khi ấy mới đo lường sự thật, xem qua lạnh ấm, châm trước bổ tả, chế ra cách châm lệ. Kế đó là cách đốt lá bằng ngày cú. Đến như việc định huyệt ở ngoài trừ chính, nguyệt lại lấy thêm vào kỳ huyệt. Không phải bày thêm chi cho rắc rối, nhưng vì dân mắc bệnh không giống nhau, cho nên kỹ thuật thi hành phải khác. Tóm lại, không phải bất đắc dĩ, mà lại thế thế thời phải biết. Tuy thánh nhân cũng không thể không làm được, nhưng châm có phép mà số cũng dùng số chính là vì sao? Bởi số của trời đất, dương chủ sinh, âm chủ sát, mà con số chính là số lão dương, thì muốn làm sống người mà không đến đổi giết người, đó là bậc ý thánh nhân chọn con số chính. Lấy củ châm để nói, khi khí nóng ráo xâm nhập đến mình, thì pháp với trời để chế xàm châm, đầu nó to, đuôi nó nhọn. Khí đầy ở trong thịt thì pháp theo đất, để chế ra viên châm, mình tròn mà đuôi nhọn. Mũi nhọn, nhọn như đầu hạt lúa, thử là đế châm. Để lần theo mạch lấy khí pháp với người, mũi có năm gốc là phong châm, chủ tả cho ra máu độc. Pháp theo bốn mùa, phi châm hay bài châm là pháp theo ngũ âm. Mũi như gươm bén để phá mũ có mũ. Lời châm là phép theo lục lực. Mũi giống như sợi lông để điều hòa âm dương. Hào châm là phép theo tinh tú. Mũi nhọn như con mũi có mọc để điều hòa kinh lạc và đẩy lui bệnh tật. Trường châm là pháp theo gió, hình nó thoi nhọn, có thể khử tà ở trong sâu, trị tê bại. Còn như phiên châm thì mũi nhọn xuông đục, chủ lấy đại khí không ra ở các khớp xương. Đây cũng là phép cụ giả. Như vậy số cụ châm không phải là bằng chứng để khảo sát minh chứng hay sao? Cú đốt cũng có phép, mà riêng lại không nói rõ cái số là tại sao. Vì da thịt con người có dày mỏng, có sâu cạn, mà phép cú không thể thi hành một bậc, nên phải tùy thời biến mà không nệ vào số thành.
Thánh nhân chỉ trông cậy tâm thức của mỗi người mà thôi. Nay lấy pháp cú để nói, có Nguyệt Thiếu Thương ở kinh Thụ Thái Âm, thì cú không nên quá nhiều, nếu cú nhiều sẽ làm cho da thịt nóng bức. Có Nguyệt Chương Môn ở kinh Túc Quyết Âm, thì cú không nên ít, nếu ít thì không khỏi khí huyết ủng trệ. Còn như các Nguyệt Thừa Tương của mạch Nhâm, Nguyệt Tích Trung của mạch Đất, Nguyệt Thiếu Sung của Tây, Nguyệt Dũng Tiền ở chân đều cũng như Nguyệt Thiếu Thương, nếu cú quá nhiều sẽ gây ra tổn thương. Còn Nguyệt Cao Hoang ở lưng, Nguyệt Trung Quảng ở bụng, Nguyệt Túc Tâm Lý ở chân, Nguyệt Khúc Trì ở tay đều như Nguyệt Chương Môn, cú càng nhiều càng tốt. Ấy là số của phép cú không thể lơ mơ được. Vả lại, có châm cú thì phải hội đủ số và pháp trọn vẹn. Có số pháp thì phải có định huyệt, mà kỳ huyệt lại hiểu rộng ra từ bên chính huyệt để tiện nghi sử dụng. Nhưng số đó là bao nhiêu? Tôi thường qua đồ hình biết được 79 huyệt. Ở lỗ mũi thì có Nguyệt Nghinh Hương, ở sống mũi có Nguyệt Tỵ Chẩn, ở lỗ tai có Nguyệt Nhị Tâm, ở dưới lưỡi có Nguyệt Kim Tân và Ngọc Dịch, ở giữa chân mày có Nguyệt Ngư Yêu, sau chân mày có Nguyệt Thái Dương, ở ngón tay cái có Nguyệt Cốt Không, ở ngón tay giữa có Nguyệt Trung Khôi, đến Nguyệt Bát Tà, Bát Phong, Thập Tiên, Ngũ Hổ, Nhị Bạch, Trụ Tâm, Độc Âm, Nan Đệ, Quỷ Nhân, Quan Cốt, Tứ Phùng, Trung Truyền, Tứ Quan, ấy là kỳ nguyệt. Dùng chính loại kim để châm vào đó, hay dùng mồi ngải để cú vào đó, thẩm xét kỹ lưỡng, lâm chứng đúng nguyệt, thì sao không đúng được? Tuy các nguyệt này đều là dấu vết của ngoài số pháp kỳ chính của thánh nhân, lấy số để chỉ thị mà không phải là số để gò bó, do pháp để biểu hiện mà không phải là pháp để chấp nê, dùng định huyệt để dạy mà không phải kỳ và chính, có thể làm được tinh thần mà sáng suốt cũng còn trông cậy nơi người mà thôi. Cho nên người chuyên nghiệp về y nghiệp, nếu có thể biết rộng được nguồn gốc số và pháp, lãnh hội được sự mầu nhiệm của kỳ và chính, thì có thể đáng châm thì châm, có khi đáng cứu thì cứu, có khi đáng bổ thì bổ, có khi đáng tả thì tả, hoặc khi châm cứu có thể điều dùng thì dùng, hoặc bổ tả có thể điều thi hành thì áp dụng. Phép trị do người chứ không do số, biến thông tùy theo chứng không dùng theo pháp. Định huyệt chủ ở tâm chứ không ở kỳ chính. Thí dụ như lão tướng dùng binh, vận trì công thủ, ngồi làm tiên thói đều được dùng tinh thần để làm, mà những sách điều chiên vân sâm, kinh bản lục thao cùng những sách chép đủ phương lược đều không câu chấp. Việc dùng binh duy nhất là bất động, nếu động là phải chiến thắng địch. Cũng như người thầy thuốc gì có thông thi thố, mà hễ thi thố là bệnh tức phải khỏi. Như vậy tuy gọi là không pháp cũng phải, không có cũng phải, không kỳ không chính cũng phải. Như thế còn chưa đủ để xưng thần trong thiên hạ hay sao? Sự nghe thấy cạn hẹp như thế, mong chấp sự chỉ giáo cho